Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Kính thưa quý vị, thánh lễ tạ ơn và trao văn thư bổ nhiệm giáo phận Thái Bình ngày 13 tháng 1 năm 2021 tại nhà nguyện tòa giám mục Thái Bình, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và trao văn thư bổ nhiệm cho 41 cha về nhiệm sở mới. Hiệp dâng trong thánh lễ với Đức cha, ngoài các cha được thuyên chuyển trong đợt này còn có quý cha chủng viện, quý cha tòa giám mục và quý cha đang hưu dưỡng tại nhà chung giáo phận. Sau đây là danh sách các cha được thuyên chuyển tới nhiệm sở mới ngày 13 tháng 1 năm 2022. Linh mục Phêrô Ven Trần Duy Điển, giáo sứ cũ Nam Lỗ, giáo sứ mới nghỉ hưu. Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Hoàng, giáo sứ cũ Danh Giáo, giáo sứ mới nghỉ hưu. Linh mục Rôm Nguyễn Văn Bảng, giáo sứ cũ Đan Tràng, giáo sứ mới Nam Lỗ, chức danh Chánh sứ. Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Hòa, giáo sứ cũ Thanh Minh, giáo sứ mới Đan Tràng, chức danh Chánh sứ. Linh mục Giuse Trần Xuân Hùng, giáo sứ cũ Văn Lang, giáo sứ mới Thanh Minh, chức danh Chánh sứ. Linh mục Giuse Nguyễn Đình Huynh, giáo sứ cũ Thân Thượng, giáo sứ mới Văn Lăng, chức danh Chánh sứ. Linh mục Francisco Đinh Văn Chí, giáo sứ cũ Quan Cao, giáo sứ mới Thân Thượng, chức danh Chánh sứ. Linh mục Gioan Đặng Thái Phúc, giáo sứ cũ Phương Bồ, giáo sứ mới Hoàng Xá, chức danh Chánh sứ. Linh mục Giuse Trần Văn Thụ, giáo sứ cũ Hoàng Xá, giáo sứ mới Hữu Vi, chức danh Chánh sứ. Linh mục Gioan Kim Đặng Văn Hội, giáo sứ cũ Hữu Vi, giáo sứ mới Chấp Trung, chức danh Chánh sứ. Linh mục Giuse Phạm Đình Tám, giáo sứ cũ Tân Hưng, giáo sứ mới Đông A, chức danh Chánh sứ. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Triển, giáo sứ cũ Đông A, giáo sứ mới Thục Thiện, chức danh Chánh sứ. Linh mục Anton Nguyễn Văn Chuẩn, giáo sứ cũ Ngọc Châu, giáo sứ mới Duyên Lãng, chức danh Chánh sứ. Linh mục Giuse Mai Văn Chuẩn, giáo sứ cũ Duyên Lãng, giáo sứ mới Phú Lạc, chức danh Chánh sứ. Linh mục Giuse Phạm Văn Chức, giáo sứ cũ Bạch Long, giáo sứ mới Bồ Ngọc, chức danh Chánh sứ. Linh mục Vinh Sơn Đỗ Văn Hà, giáo sứ cũ Trung Thành, giáo sứ mới Danh Giáo, chức danh Chánh sứ. Linh mục Thomas Trần Xuân Đại, giáo sứ cũ Bích Du, giáo sứ mới Hạ Lễ, chức danh Chánh sứ. Linh mục Gioan Phạm Thành Thạo, giáo sứ cũ Duyên Tục, giáo sứ mới Bích Du, chức danh Chánh sứ. Linh mục Anton Nguyễn Văn Hiện, giáo sứ cũ Đại Điền, giáo sứ mới Kim Châu, chức danh Chánh sứ. Linh mục Bét Trần Xuân Hiền, giáo sứ cũ Ngô Xá, giáo sứ mới Quan Cao, chức danh Quản Nhiệm. Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Đề, giáo sứ cũ Phụ tá giáo sứ Trung Đồng, giáo sứ mới Ngô Xá, chức danh Quản Nhiệm. Linh mục Giuse Trần Xuân Ứng, giáo sứ cũ Thục Thiện, giáo sứ mới Ngọc Châu, chức danh Quản Nhiệm. Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Tuân, giáo sứ cũ Phụ tá giáo sứ Cao Mại, giáo sứ mới Tần Nhẫn, chức danh Quản Nhiệm. Linh mục Giuse Dương Văn Hiếu, giáo sứ cũ Tần Nhẫn, giáo sứ mới Bạch Long, chức danh Quản Nhiệm. Linh mục Rôm Trần Xuân Trịnh, giáo sứ cũ Tống Xuyên, giáo sứ mới Duyên Tục, chức danh Quản Nhiệm.
Linh mục F. Trần Duy Thể, giáo sứ cũ, phụ tá giáo sứ Cổ Việt, giáo sứ mới Đại Điền, chức danh quản nhiệm. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Quỳ, giáo sứ cũ, phụ tá giáo sứ Ngọc Đồng, giáo sứ mới Ninh Cù, chức danh quản nhiệm. Linh mục Giuse Trần Văn Thực, giáo sứ cũ, phụ tá giáo sứ Bắc Trạch, giáo sứ mới giáo họ Vạn Vát Cấp, chức danh quản nhiệm. Linh mục Thomas Đỗ Văn Lâm, giáo sứ cũ, phụ tá giáo sứ Thụy Lôi, giáo sứ mới Thụy Lôi, chức danh quản nhiệm. Linh mục Giuse Phan Xuân Hào, giáo sứ cũ Đức Long, giáo sứ mới Mai Phương, chức danh quản nhiệm. Linh mục Doan Vũ Đức Mẫn, giáo sứ cũ Hàm Tải, giáo sứ mới Thất Sự, chức danh quản nhiệm. Linh mục An Phong Sô Lương Văn Tương, giáo sứ cũ Thất Sự, giáo sứ mới Đức Long, chức danh quản nhiệm. Linh mục Anton Maria Đinh Khắc Tuyên, giáo sứ cũ Thuận Nghiệp, giáo sứ mới Tràng Quan, chức danh quản nhiệm. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Việt, tân linh mục, giáo sứ mới Tống Xuyên, chức danh quản nhiệm. Linh mục Giuse Mai Xuân Thị, tân linh mục, giáo sứ mới Trung Thành, chức danh quản nhiệm. Linh mục Giuse Trương Văn Long, tân linh mục, giáo sứ mới Phương Bồ, chức danh quản nhiệm. Linh mục Augustino Nguyễn Văn Hải, tân linh mục, giáo sứ mới Cát Trại, chức danh quản nhiệm. Linh mục Giuse Đỗ Cao Thế, tân linh mục, giáo sứ mới Cao Bình, chức danh quản nhiệm. Linh mục Giuse Mai Văn Tỉnh, tân linh mục, giáo sứ mới Hàm Tải, chức danh quản nhiệm. Linh mục Giuse Đinh Quang Hoan, tân linh mục, giáo sứ mới Thuận Nghiệp, chức danh quản nhiệm. Linh mục Augustino Nguyễn Văn Tuệ, tân linh mục, giáo sứ mới Tân Hưng, chức danh quản nhiệm. Linh mục Đa Minh Trần Quốc Toàn, tân linh mục, giáo sứ mới giáo họ Đống Cao, chức danh quản nhiệm. Linh mục Đa Minh Đỗ Văn Kiên, tân linh mục, trưởng ban truyền thông giáo phận. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để quý cha luôn luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui trong sứ vụ tại những vườn nho của Chúa là các giáo sứ giáo họ trong giáo phận. Xin cho quý cha nhờ ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần hăng say và hết mình phục vụ đoàn chiên của Chúa. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em.